Tôi nghĩ là với trận đấu ngày hôm nay thì tinh thần và chất lượng của chuyên môn không cao. Bởi vì trận đấu thì 90 phút cả hai đội cũng có cơ hội. Cái điều đó thì tôi thấy là ngày hôm nay cả hai đội đều có cái sự thắng biệt của cái giải đấu. Và tôi nghĩ rằng là các cái cơ hội lý tưởng tạo ra thì cả hai đội cũng khác biệt. Và trận đấu ngày nay thì Hà Phòng ngự của Bình Định chơi có những khu thi đấu rất là chung, và ông đánh giá sao về cái cách tổ chức của bóng trong trận đấu ngày hôm nay? Tuy nhiên mà với ra thì có tổ chức thì cũng chỉ chuyển bóng về thủ môn, còn với các cầu thủ như vậy họ vẫn tập trung, họ bóng nhỏ tốt, còn cái chăng là cái khi đối phương gây áp lực thì đội tôi cũng chuyển về, tức là thế là cũng tạo nên cái sự an toàn có mặt, nó gây nên một chút áp lực của đội tuyển. Ngày mai thì Hồ Tấn Tài tiếp tục có một trận đấu chơi tốt nữa, nhưng mà người đã cặp đá cùng với cả Tấn Tài ở vị trí cánh phải đấy thì không phối hợp cùng tốt với cả Tấn Tài, thì ông đánh giá sao về cái biên phải của ông? Hiệp một thì tôi xếp Văn Trung. Ra trong trận đấu thì tôi đã hoán đổi nhiều lần về cầu thủ, thì đa phần các cầu thủ chính là khả năng thừa, và trong cái mà chúng tôi sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ chức vương thì chúng tôi khó khăn cái việc vị trí tiền của chúng ta và khả năng kết nối với cầu thủ Văn Trung cao lực, nhưng mà cầu thủ lên phong độ tốt hữu công, và khi chúng tôi đã xác định tôi dùng bộ phận đó và dùng những người trẻ thì chúng tôi xác định là tốt hơn. Còn vị trí ngoại binh của bóng sao đến lúc này thì Leo vẫn đang chưa thể hiện tốt những cái gì mà ông kỳ vọng như vậy không? Thực ra thì Leo cũng có ưu thế, nhưng mà các đội bên dưới thêm như vậy chưa có cấp bậc cho các đội tốt, và nó có khá nhiều. Thế nên là cái việc khi mà tiền đạo không được trao nhiều cơ hội thì rõ ràng là cái khả năng sống lại giảm sút. Tôi vận động viên Vima cũng như là khuyến khích phải chơi sáng tạo hơn, phải quyết đoán hơn. Chúng tôi cũng có tạo ra một vài những cái pha phối hợp, nhưng tiếp rằng những cái đường chuyển cuối cùng chúng tôi cảm thấy đó là những thứ mà tôi vẫn hàng ngày đã phủ nhận giúp đỡ cầu thủ. Ngày hôm nay thì Tiến Anh chơi không được tốt như những trận đấu trước, có điều gì xảy ra với tiền vệ của ông ta? Những cầu thủ trẻ đến từ hạ nhân mới lên không kinh nghiệm thì đấy, thế và lại được truyền thông để ý. Tôi nghĩ đó là cái áp lực mà Tiến Anh phải, bởi vì cầu thủ là một cầu thủ có kỹ năng thôi, còn với tôi thì tôi cần nhiều trải nghiệm nữa và thi đấu. Khi mà thi đấu thì phải nhiều. Tôi muốn nói với anh là tiền vệ ngoài việc giữ bóng, có thể thoát tên biết chuyển bóng như thế nào. Những cái đó thì tiền anh đang thiếu, chúng tôi đang giúp đỡ cậu. Bây giờ vấn đề là tiền anh tự giải quyết. Cảm ơn anh muốn nói gì với trọng tài? Không, tôi nghĩ là trọng tài ngày hôm nay thì là tốt. Tuy nhiên thì có một pha cuối cùng thì cũng rất là nói với một cái chuyện là chúng tôi có đạt được pha cuối cùng ngoài vòng nó trọng tài. Thì với cái tôi thì được cái điểm đó thì trọng tài quyết định của chúng tôi họ là người rất rõ nhất. Tôi thì có bộ trèo có hỏi nữa đúng không ạ? Rồi chắc ông mình sẽ cảm ơn.